Bắt đầu khi vào xuân thì ở đây nó có những cái bông cải như thế này, rất là ngon. Nó ngon ở đây là chẳng những là cái bông cải nó trắng mà cái lá nó còn non nữa. Thường thì mình hay bỏ những cái lá này, nhưng mà với Vịnh Khuyên thì sử dụng cái lá này để mình làm cái món dưa cải muối chua. Thì mình đi chợ đó, mình sẽ mua những cái bắp nào có nhiều cái lá một chút để mình làm món này. Và hôm nay mình khuyên chia sẻ đến anh chị em và các bạn thêm một cái cách để mà trồng. Hôm nay là gần cuối tháng 3, bắt đầu là mình sẽ đi chuẩn bị những cái cây để mà mình trồng. Ở đây là rau răm. Mình đi mua rau răm, mình mua cái lá nhỏ. Về nhà mình sẽ ăn cái đọt phía trên. Mình chừa cái gốc lại như thế này nè. Và mình nhớ là mình chừa những cái mầm nhỏ nhỏ ở đây. Và mình đợi cho nó ra rễ. Ở đây là mình khuyên ngâm được một ngày rồi, ngâm trong nước. Mình ngâm nước vừa thôi, không có lạnh quá mà cũng không ấm quá. Ấm quá nó cũng chết, mà lạnh quá nó cũng khó lên. Ở đây nó đang mọc cái rễ ở đây. Mình cắm vào trong nước như thế này. Đến khi mà mình thấy nó mọc rễ ra nhiều, thì nó khoảng một tuần lễ sau thì mới mọc ra nhiều. Thì lúc đó mình sẽ đi trồng, mình cắm vào trong đất và mình trồng. Thì mình có được rau răm mình ăn cả một mùa hè. Hoặc là nếu như mà cái rau răm mà nó có cái gốc của năm cũ đó, nó có thể lên được cho năm mới thì mình để luôn, thì mình được rau răm. Còn không thì mình phải làm như mình khuyên thì mình được rau răm nha. Mình sẽ ăn nguyên một mùa hè luôn cho đến mùa thu luôn. Và bây giờ quay trở lại với món dưa cải muối chua. Và mình sẽ lựa những cái lá non như thế này nè. Rồi mình cắt cái này ra, cắt cho nó sạch hết những cái đen đen. Và mình đi rửa. Đây mình được những cọng như thế này. Với cái dưa cải muối chua này thì mình ăn nó ngon, cũng giống tương tự như là cái dưa cải muối, dưa cải sậy hay là dưa cải xanh đó, muối chua luôn đó. Cái này lúc nào nó cũng sẵn hết á, hầu như là mùa hè cũng được, mà đặc biệt là nó rất là ngon vào mùa xuân. Mình khuyên rửa, mình khuyên sẽ cắt lần lượt hết rồi sau đó thì mang đi rửa. Và sau khi rửa xong, mình khuyên chia sẻ cách làm bước kế tiếp nha. Cải sau khi mình rửa xong, mình sẽ để cho ráo nước và mình để ốp như thế này. Đây là cái cọng mình ốp xuống cho nó ráo nước nha. Mình để vài tiếng đồng hồ, hoặc nếu như mà mình ở nơi có nắng đó, mình có thể mang ra mình phơi ngoài nắng cho nó héo đi. Mình khuyên để cho nó héo bằng cái nhiệt độ phòng thôi, không có phơi. Tiếp theo là mình sẽ chuẩn bị hai cái hũ hoặc là một cái hũ sao cho mình đựng vừa đủ cái cải này. Và quay qua đây, Vịnh Khuyên muốn nói về cái phần nước. Thì ở đây là Vịnh Khuyên đang nấu 3 lít nước. Trước tiên là mình sẽ cho đường đi. Vịnh Khuyên đong để anh chị em và các bạn nhìn thấy cái muỗng. Tại vì có một số bạn muốn biết là cái tại sao mà không nói là cái muỗng canh luôn, mà tại sao phải nói cái tablespoon. Bởi vì nó khác nhau hoàn toàn. Đây nè, là cái tablespoon. Khi mình đong vô nó chưa có đầy nè, mình phải cho nó thêm một nửa muỗng canh nữa. Tức là nó gạt ngang như thế này nè. Tức là 1,5 cái muỗng canh nó mới bằng được là một cái tablespoon. Do đó lưu ý mà mình khi mình đong, mình sử dụng cái tablespoon thì mình phải đong bằng 1,5 cái muỗng này. Đây là cái muỗng ăn canh, thường ngày mình hay ăn canh, ăn cơm á, mình múc canh mình ăn đó. Và bây giờ thì mình khuyên sẽ đong như thế này. Đây là đường. Nếu như là 3 lít nước, mình sẽ đong 6 cái. 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Và ở bên đây là tiếp theo mình sẽ đong muối. Muối thì mình bằng một nửa, tức là 3. 1, 2 và 3. Đây là hỗn hợp muối đường để mình nấu, để mà mình cho vào trong muối dưa. Quay qua bên đây, nồi nước của mình nó chuẩn bị sôi rồi. Bây giờ mình sẽ nấu nha. Cho toàn bộ cái này vô. Và mình sẽ nấu cái này. Mình nấu và mình chờ đến khi sôi lại. Do là nhiệt độ lúc này nó hơi ấm lên rồi, tức là nhiệt độ nó khoảng hai mươi mấy độ đó,
thì mình sẽ không cho giấm. Còn giả sử như mình ở nơi mà lạnh đó, lạnh quá đi đó, thì mình nên cho một chút xíu giấm. Nhưng mà hôm nay mình khuyên muối theo kiểu này, không cho giấm. Và mình nấu cái này, mình chờ cho nó sôi lại. Nó sôi thật là kỹ lên đó, để nó không có bị hư dưa. Nó hư hay còn gọi là bị khú đó, có nghĩa là nó chua, mà nó chua do hư chứ không phải là chua do nó lên men. Bây giờ mình khuyên sẽ chờ cho nó sôi lại. Mình để cho nó sôi một lúc luôn, khoảng 1 phút, 2 phút sau, để cho cái nước muối dưa nó đạt được 100 độ C, nó diệt trùng đó, nó diệt khuẩn đó, thì dưa nó sẽ không bị hư. Để cho nhanh sôi, mình đậy nắp lại nè. Và khi nước sôi như thế này, mình sẽ vẫn để, và mình để trong vòng 2 phút nữa thì mình mới tắt lửa nha. Và sau 2 phút thì mình tắt lửa và mình vẫn đậy nắp, mình để ở đây mình chờ cho thật là nguội luôn. Và dưa sau khi mà mình rửa xong, mình để ráo nước ở đây, thì dưa thực sự nó không có héo. Mà mình muốn héo thì mình phải phơi, mà phơi thì ở đây không có nắng, mình phơi gió lâu lắm. Thì muốn làm nhanh đó, mình cho vào trong cái Philips Air Fryer, mình cho vào và mình sấy. Mình sấy ở trong đây, mình khuyên cho hết vô và sấy nha. Ở đây nó ướt nè. Nếu như mình mang mình đi làm muối dưa luôn là nó sẽ bị hư đó, bị khú dưa. Mình sẽ xếp một lớp mỏng như thế này nè, rồi mình đậy lại, mình sẽ bấm lên 60 độ và trong thời gian là 4 phút. Và do cái nồi này nó có cái ống khói ở phía sau, ống khói bên đây nè, thì nó sẽ thoát cái hơi nước lên, nó là một cái dạng sấy luôn đó. Và sau 4 phút thì mình khuyên sẽ mở ra để xem nha. Sau khi được 4 phút rồi, mình lấy ra nó sẽ héo như thế này. Nó héo xuống nè, nó vừa héo như vậy là được rồi. À, tiếp tục mình sẽ sấy cho hết luôn, hết cái cải của mình nha. Và giả sử như mình không có cái nồi Philips này thì mình có thể cho vào lò nướng và mình cũng sấy giống như là mình khuyên sấy ở đây. Có thể là cái thời gian nó hơi khác, nhưng mà mình vẫn sấy được 60 độ. Và thật sự thì nếu như mà mình sấy bằng cái nồi Philips này thì mình đỡ tốn điện, đỡ tốn thời gian hơn rất nhiều. Bởi vì khi mà mình mở lên 4 phút thì cái lò nó chưa có nóng đâu, mà cái nồi Philips này nó đã làm cho héo cái lá cải rồi. Sau khi nước nguội, mình sẽ chuẩn bị để mình cho vào trong hũ. Ở đây là 3 cái củ hành, mỗi củ hành là 10g. Mình sẽ cắt từng lát từng lát. Và mình muối cùng với dưa, do cái dưa nó thơm đó. Mình cắt dọc như thế này thì cái miếng hành nó vẫn giữ nguyên. Tiếp theo là dưa cải nè, nó héo như thế này rồi. Sau khi mình cho vô air fryer, đây dưa cải nó héo rồi. Bây giờ thì có hai cách, một là mình sẽ cắt ra và hai là mình để nguyên. Nhưng mà thường thì mình khuyên vẫn hay cắt ra để cho mình muối. Sau khi mình muối xong thì mình ăn luôn đó, mình không có phải cắt ra nữa. Bỏ cái đầu này ra nè. Và tiếp tục mình cắt vừa ăn. Cắt hết cái này nha. Mình cho hành vô và xóc đều lên. Sẽ cho toàn bộ vào trong hũ nha. Và mình sẽ cho cái nước vào. Nước bây giờ nó đã nguội rồi, nhưng mà nó cũng hơi ấm ấm, nó khoảng 30 độ đó. Mình muối ở 30 độ thì nó nhanh chua hơn. Rồi cho đầy vô luôn. Sử dụng cái cây xiên thịt nướng, mình bẻ ra, mình gài lại cho cái này nó đừng nổi lên. Rồi như thế này là xong rồi đó. Mình sẽ đậy nắp lại và mình để khoảng 2-3 ngày thì cái này nó sẽ chua. Tùy theo thời tiết nó nóng thì 2 ngày là có thể ăn được. Còn nếu như mà thời tiết nó lạnh thì có thể là 3 hoặc là 4 ngày. Sau khi nó chua thì mình khuyên sẽ quay lại và chia sẻ cho anh chị em và các bạn xem thành quả nha. Đây là hũ dưa chua, dưa cải muối chua sau khi mình khuyên muối được 2 ngày.
thì nó ra cái màu nước nó đục đục đó. Như vậy là nó đúng rồi. Và khi mình nghiêng thì mình thấy nó hơi hơi sủi tăm từ dưới lên nè. Và cái màu dưa nó hơi bắt đầu chuyển vàng. Mình để qua đây. Rồi mình Khuyên sẽ quay lại khi mà nó chua thật sự. Khuyên quay trở lại sau 5 ngày với hũ dưa cải muối chua ở đây. Và bây giờ nó đã vàng rồi. Và cái hành ở trong đây nó cũng không còn màu tím nữa. Và khi mình nghiêng hũ mình sẽ thấy những cái bọt khí nè, từ bên dưới nó đi lên đó. Thì cái dưa này nó đã chua hoàn toàn. Và bây giờ nếu như anh chị em và các bạn thích làm dưa cải muối chua theo kiểu của Vành Khuyên thì có thể vào bếp và cà làm. Và Vành Khuyên xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh chị em và các bạn ở video kỳ tới. Đây dưa của mình đây. Hành thì nó đã chuyển thành cái màu không còn tím nữa. Và với cách muối dưa như thế này thì dưa hoàn toàn nó không bị mặn, mà nó màu sắc thì nó vàng và thơm ngon. Và từ nay thì mình có thể ăn dưa vào mùa lạnh, không có sợ là mình không có cải để mua.